nơi bức họa phẩm nằm giữa kỳ quan thiên nhiên thế giới, tạo nên dấu ấn vượt thời gian và khẳng định đẳng cấp thượng lưu của gia chủ. FLC Grand Villa Hạ Long độc tôn một vị thế, thu chọn cả kỳ quan. Trên địa thế tọa sơn vọng thủy, từ ngọn đồi dốc thoải ôm trọn vào lòng tầm nhìn ngoạn mục ra vịnh Hạ Long hùng vĩ. FLC Grand Villa Hạ Long thuộc quần thể du lịch và nghỉ dưỡng FLC Hạ Long Bay Golf Club and Luxury Resort. Sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp riêng biệt vượt trội và thừa hưởng trên 30 tiện ích 5 sao của quần thể. Cảm nhận không gian xanh mát của khu vườn bậc thang với thiết kế độc đáo, xen lẫn trong kiến trúc biệt thự. Tham gia vào những hoạt động thể thao tại khu liên hợp thể thao. Trải nghiệm cảm giác như một tay golf chuyên nghiệp tại sân golf 18 hố dạng links được thiết kế bởi kiến trúc sư danh tiếng Brian Curley, top 10 kiến trúc sư sân golf được tạp chí Golf Inc. bình chọn năm 2017. Thư giãn tại Spa An Yên. Thách thức sự dẻo dai của cơ thể tại phòng gym hiện đại. Tận hưởng cuộc sống đẳng cấp tại Cigar Lounge cùng những bản nhạc du dương. Tại FLC Grand Villa Hạ Long, bạn thoải mái hòa mình vào làn nước trong xanh và ngắm nhìn thiên nhiên tại bể bơi ngoài trời giữa căn biệt thự sang trọng mang đậm phong cách Địa Trung Hải. Sự kết hợp hài hòa giữa nội thất tinh tế, thanh lịch cùng nét kiến trúc quý tộc tạo nên một không gian trang nhã và ngập tràn sức sống. Hệ thống nhà hàng độc đáo mang đến những trải nghiệm thú vị và hương vị mới lạ đến từ khắp nơi trên thế giới. FLC Grand Villa Hạ Long độc tôn một vị thế, thu chọn cả kỳ quan. Một sản phẩm của tập đoàn FLC.